Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số săn sale tiếp theo và khỏi phải nói nhiều, hôm nay là mùng 3 tháng 3, đại hội sale lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử, và chúng ta sẽ có những cái deal khuyến mãi cực kỳ là hấp dẫn. Cho nên nếu như bạn nào mà đang có nhu cầu mua điện thoại, phụ kiện thì tốt nhất chúng ta nên mua trong cái dịp này để được cái mức giá là tốt nhất. Rồi ok, thì mình lại tiếp tục tổng hợp cho các bạn những cái deal khuyến mãi về điện thoại tốt nhất trong dịp sale lần này. Đầu tiên chính là bộ đôi Poco M4 Pro và Poco X4 Pro 5G. Đây là hai con máy mà các bạn quan tâm rất nhiều thời gian gần đây. Nó vừa mới trình làng thấy thị trường Việt Nam, và tất nhiên là Xiaomi họ tận dụng cái đợt sale mùng 3 tháng 3 này để có một cái màn ra mắt thuận lợi, cũng như là có một cái mức giá là kinh sàn nhất để mà gửi đến người dùng. Thì theo đó con Poco M4, con máy mình đang có ở đây này, thì nó sale còn tầm 4990. Link mua hàng thì tất nhiên mình sẽ để phía dưới mô tả video. Các bạn có thể là săn thêm những cái voucher pre-ship, những cái voucher tích lũy hay là giảm giá, thì mình tin tưởng là cái mức giá cuối có thể nó sẽ còn tốt hơn, tầm 4.5 triệu đến tầm khoảng là 4.8 triệu. Và tất nhiên thì với mức giá này thì nó sẽ ngon lành hơn con Redmi Note 11, cũng đang bán trong cái tầm khoảng là 4.5 đến 5 triệu đồng, đúng không? Các bạn không tuổi gì mà không lấy con này thay cho con Redmi Note 11, bởi vì chúng ta đang có một cái thông số cấu hình của Redmi Note 11S với mức giá của Redmi Note 11. Như kiểu là chúng ta có camera là 64 megapixel, là chụp tốt hơn so với con Redmi Note 11 cam 50 chấm mình đánh giá khá kém, chủ yếu chỉ để làm màu này. Chúng ta có Helio G96, vẫn có màn hình tấm nền AMOLED với 90Hz tần số làm tươi, pin lớn 5000, sạc nhanh 33W Pro, và thiết kế thì vẫn vuông thành, chỉ có điều là mặt lưng phía sau được cách điều theo kiểu kính bóng, và chúng ta có cùng camera khá là hầm hố đặc trưng của dòng Poco. Nhưng mà cá nhân mình thì thấy thiết kế này thì nó vẫn ổn ha, nó cũng không thua kém con Redmi Note 11 hay Note 11S về cái mặt thiết kế. Nhưng mà tất nhiên đây là cái cảm nhận cá nhân thôi, còn các bạn thích thiết kế nào các bạn lấy cái đó. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là với mức giá rẻ hơn con Redmi Note 11S là cả 1 triệu đồng, cũng như là nó xem với Redmi Note 11, thì đây con Poco M4 Pro là con máy đáng mua nhất của Xiaomi trong phân khúc giá là dưới 5 triệu đồng. Đó, tính những cái chiếc máy mới ra nha, bởi vì là các bạn còn có thêm là Poco X3 Pro trong phân khúc tầm là 5 thì nó cũng đang được sale nữa, thì ok bạn nào thích cấu hình thì lấy con X3 Pro mà thôi. Rồi tiếp theo là con máy này, Poco X4 Pro 5G. Con máy này thì rất là hot hit bởi vì là nó là phiên bản đổi tên từ Redmi Note 11 Pro 5G, nhưng mà chúng ta có mức giá rẻ hơn hẳn. Và đợt sale này thì nó sale còn tầm 6.5 thôi, và mình tin là với những cái voucher các bạn thu thập được hoặc là pre-ship các kiểu thế này thế kia thì mức giá cuối nó thì thậm chí có khi còn tầm 6 củ mà thôi. Link mua hàng thì mình sẽ để phía dưới mô tả video. Và con máy này thì mình cũng có một cái video review nhanh ở trên kênh rồi, các bạn có thể là xem qua ha. Và con này thì tất nhiên là nó được thừa hưởng trọn vẹn thông số từ con Redmi Note 11 Pro 5G, và đây là cái phiên bản nâng cấp từ con X3 Pro về các khía cạnh, như kiểu là màn hình tấm nền AMOLED với 120Hz tần số làm tươi. Chúng ta có tiếp theo là hệ thống camera tốt hơn, 3 ống kính là 108MP, trong khi trước đây là con X3 Pro bị chê trách rất nhiều về hai thứ là màn hình và camera. Thì cá nhân mình nghĩ đây là một cái bản nâng cấp và lắng nghe ý kiến người dùng đến từ Poco. Rồi là tiếp theo là về sạc nhanh, máy được trang bị pin 5000 với sạc 67W thì tất nhiên là nó nâng cấp sạc nhanh đáng kể so với X3 Pro chỉ là sạc 33W. Về thiết kế, tùy cảm nhận cá nhân của mỗi người thôi, mình thấy con này thiết kế vuông vức cũng khá là đẹp này. Và về cấu hình thì Snap 695, đây là điểm mà nhiều bạn còn hiểu lầm. Nhiều bạn nghĩ là ôi giời, chip đầu 6 thì chắc là nó yếu hơn đầu 7, đầu 8 các kiểu. Nhưng không, con này chip đầu 6 nhưng mà nó mạnh hơn những con chip đầu 7, như kiểu là 750G và 765G, và hiệu năng của nó khá tốt nha. Tuy nó không thể nào bằng được 860 nhưng vẫn là một cái bộ chipset tốt nhất nhì ở trong cái phân khúc giá là 6,5 triệu đồng hàng chính hãng. Đó nên là bạn nào mà chúng ta cần một chiếc máy cao cấp hơn, X3 Pro toàn diện hơn thì có thể là mua con này. Còn nếu như bạn nào mà chỉ nhìn vào con chip, còn màn hình camera là nó xấu, nó tệ như thế nào tôi cũng chấp nhận được, thì ok, sẽ quất X3 Pro để có mức giá rẻ hơn. Rồi một cái đĩa tiếp theo cũng cực kỳ ngon, đến từ vị trí của Samsung, đó chính là Galaxy M32. Con này thì khỏi phải bàn rồi, con máy Samsung mà cấu hình mà không thua kém Xiaomi và thậm chí nó còn vượt trội hơn một số thứ, thì đang sale còn 4.490 và mình nghĩ đây là một cái mức giá sale cũng rất là hợp lý rồi. Bạn nào mà chúng ta gọi là đang phân vân với con Redmi Note 11 thì có thể hoàn toàn cân nhắc qua con máy này để được một cái mẫu máy thương hiệu lớn hơn và nó ổn định về cái mặt phần mềm hơn. Với M32 chúng ta có thông số lý tưởng với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, gấp đôi Redmi Note 11. Nếu như xét cùng một tổng giá, ít nhất là nó phải gấp đôi được so với cái mức RAM, bởi vì trong tầm này Note 11 thì cùng lắm là bảng
4128 là cao rồi, còn không chúng ta chỉ mua được bản 464. Máy trang bị màn hình tấm nền Super AMOLED 6.4 inch với độ sáng cao lên đến 800 nit này. Chúng ta còn có là cấu hình Helio G80, màn hình với 90Hz tần số làm tươi các kiểu, cũng như là pin trung lượng lớn 5000 mAh, support sạc nhanh tối đa là 25W. Nhưng cái điểm trừ là bộ sạc đi kèm chỉ là 15W, các bạn phải là sắm thêm một cái bộ bên ngoài thì chúng ta mới có công suất sạc nhanh tối đa. Và con này thì mình có video review rất là chi tiết rồi ở trên kênh mua hàng online, camera nó tốt nha, tốt hơn hẳn so với Redmi Note 11 thì ok. Bạn nào mà thích cái đĩa này thì cũng có thể là bấm vào link phía dưới mô tả video giúp mình. Tiếp theo lại quay lại những cái chiếc máy đến từ Poco và Xiaomi thì chúng ta có Poco X3 GT, sale còn 5.5 triệu. Wow, mức giá phải nói là cực kỳ là tốt luôn. Nhưng các bạn lưu ý đây là cái mức sale đến từ gian hàng nước ngoài, các bạn phải đặc biệt lưu ý ha. Còn gian hàng Việt Nam thì sale còn tầm là 5.990 thôi. Các bạn chấp nhận mua bên gian hàng nước ngoài chúng ta sẽ rẻ hơn được tầm 400-500 ngàn đồng. Nhưng chúng ta phải đánh đổi cái là thời gian chờ hàng về khá lâu nha, phải đến tầm khoảng 2 tuần. Đó, nhưng mà hàng mua ở gian hàng chính hãng Poco nước ngoài thì các bạn vẫn có thể là bảo hành tại Việt Nam được, hoàn toàn bình thường. Đó là cái thông tin mà mình biết được ha. Thì cái này tùy các bạn chấp nhận, thì các bạn muốn nhanh, ví dụ như là mua cần liền trong vòng khoảng là 1 tuần đổ về thì quất cái X3 GT ở gian hàng Xiaomi Việt Nam Hồ Chí Minh. Nhưng mà tất nhiên thì trong đợt 3 tháng 3 này là sale lớn thì cái thời gian vận chuyển mình nghĩ là nó sẽ lâu hơn thông thường. Ví dụ bình thường là khoảng là 2-3 ngày thì bây giờ nó sẽ tăng lên 4-5 ngày. Còn với ở gian hàng nước ngoài thì các bạn phải chờ tầm là nhanh lắm cũng phải tầm gần 2 tuần theo kiểu là như vậy. Nhưng các bạn sẽ được một cái mức giá rẻ hơn. Và X3 GT trong tầm này thì có thể là một số bạn sẽ nghĩ là nó sẽ hơn con X4 Pro 5G. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ tùy thôi nha. Đó, bởi vì là con này thì chip nó hơn. Nhưng về sạc nhanh thì nó ngang và tấm nền màn hình camera thì nó sẽ không cao cấp được bằng con X4 Pro 5G. Đó, đây là điều mà các bạn có thể là thấy được. Rồi, Poco F3 tiếp tục sale còn mức giá là 7,5 triệu đồng thì con này khỏi phải bàn rồi. Nếu như bạn nào mà muốn cao cấp hơn hẳn, mảnh hơn hẳn so với con X4 Pro 5G, những cái bản chip thủ á, chỉ nhìn vào con chip khi mua thì ok, có thể là ráng nâng cấp lên được, nhưng mà rõ ràng nó sẽ mắc hơn X4 Pro lên đến 1 đến hơn 1 triệu đồng thì cũng là một cái số tiền chênh lệch đáng kể. Thì bạn cứ cân nhắc cái hầu bao của mình ha. Bạn nào mà có tầm 6 đến 6,5 thì quất X4 Pro 5G, và có tầm khoảng 7,5 đến 8 thì quất Poco F3, luôn có đầy đủ những cái sự lựa chọn để các bạn có thể là mua. Nói chung là với Poco thì phủ sản phẩm các bạn không phải lo. Và F3 thì khỏi phải bàn với cấu hình vô địch Snap 870, màn AMOLED 120Hz, tần số làm tươi, loa kép Dolby Atmos, và chúng ta có là một vài những cái thông số hấp dẫn khác, nhưng mà sạc của nó chỉ là 33W nha, không bằng X4 Pro 5G. Rồi mình thấy là Poco M3 Pro 5G thì sale còn 4.290 thì ok. Với chip Dimensity 700, màn hình 90Hz, pin 5000, sạc 22.5W thì bạn nào mà vẫn thích một con máy có cấu hình mảnh trong phân khúc tầm hơn 4 và lại vẫn đến từ Poco thì sẽ cân nhắc con này. Chúng ta có tiếp là Poco M4 Pro 5G thì vẫn tiếp tục sale, nói chung là dãy sản phẩm rất là nhiều ha. Các bạn sẽ có đa dạng sự lựa chọn khi con này trang bị chip Dimensity 810 và nó tốt hơn Helio G96 và Snap 680 trên Redmi Note 11 thông thường. Ngoài ra thì trong đợt này là một số sản phẩm đến từ Techno, đến từ Realme, đến từ Oppo thì mình thấy là cũng có ít nhiều là được sale. Thì đường link mua hàng mình sẽ để phía dưới mô tả video nha, các bạn quan tâm có thể là bấm vào. Ví dụ như là Realme thì mình thấy có C21i sale còn 2.7 triệu, cũng rất là ok. Con máy trong phân khúc giá hạt rẻ mà có chip Unisoc T610, chiến game tốt, camera 3 ống kính chụp ok. Đây là Realme C25i, Unisoc T618 thì cũng sale mức giá là dưới tầm cỡ là 3,7 triệu đồng thì cũng ok ha. Nói chung các bạn tùy, nói chung là trong phân khúc tầm khoảng là từ 2 đến 10 triệu đồng á. Thật là cái đợt này là có rất nhiều những cái đĩa, thì đường link mình sẽ để hết phía dưới mô tả video. Các bạn quan tâm thì có thể là bấm vào. Rồi, nội dung của video săn sale đến đây là kết thúc rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái đĩa khuyến mãi không chỉ đến từ điện thoại mà còn phụ kiện. Các bạn quan tâm thì có thể là bấm vào nha.